Là đến với kênh Mr. Zero, chúng tôi tổng hợp rất nhiều clip liên quan đến bóng đá và thể thao, những bàn thắng đẹp mắt hay những pha xử lý xứng đáng được xem đi xem lại. Đừng quên theo dõi Mr. Zero thường xuyên nhé, sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Và nếu thấy hay thì hãy bấm like, share và subscribe cho channel của chúng mình nhé. Xin chào! Tại Mỹ năm 2013, đội tuyển Bồ Đào Nha đối đầu Brazil trong một trận giao hữu. Hai đội bóng hứa hẹn đem đến cho người hâm mộ một trận đấu rực lửa. Brazil mang đến một đội hình có thể không phải là mạnh nhất nhưng mà vẫn nổi bật, trong đó là Neymar Jr., tiền đạo xuất sắc khoác áo Barcelona. Còn ở bên phía đối diện, Bồ Đào Nha hôm nay không có sự xuất hiện của ngôi sao sáng nhất Cristiano Ronaldo. Tình huống đầu tiên xuất hiện từ một pha phất bóng bổng. Đồ tể Pepe đối đầu Neymar đang bứt tốc và đương nhiên anh không cho Neymar bất cứ cơ hội nào. Một pha tì đè và không khí đã nóng lên rất sớm, thẻ vàng cho Neymar ngay phút thứ 10. Một tình huống phối hợp tấn công đơn giản, bóng được đẩy xuống đáy biên và quả tạt lẫn cú băng cắt của các cầu thủ áo đỏ là rất tốt. Bóng dội cột dọc, chỉ thiếu chút may mắn là bàn thắng đã đến. Một pha gây áp lực hiệu quả cướp bóng ngay trước vòng cấm, cú sút được tung ra ngay lập tức bị chặn lại. Nhưng một pha xử lý đáng trách của trung vệ Brazil đã bị Meireles băng vào trừng phạt, 1-0 cho tuyển Bồ Đào Nha. Nhận bàn thua, Brazil đẩy nhanh tiến độ tấn công. Neymar nhận bóng từ đồng đội, anh tung ra cú sút chéo góc, nhưng mà góc sút này quá khó để thành bàn. Bóng nảy ra và một cái bóng vàng lao vào. Thật tiếc vẫn chưa có bàn thắng. Neymar đảm nhận trọng trách thực hiện những quả phạt góc và anh đã thực hiện nó rất tốt. Quả bóng được tạt mạnh vào trong vòng cấm, vừa tầm đồng đội bật lên đánh đầu. Thiago Silva đã mang về bàn thắng chuộc lại lỗi lầm, thế cân bằng được tái lập. Các cầu thủ Bồ Đào Nha đưa ra câu trả lời ngay lập tức, một cú tạt sớm rất tốt. Bên trong là Nani di chuyển thông minh đón đường bóng đánh đầu. Tưởng như bóng đã đi vào lưới nhưng mà rồi lại chệch cột dọc trong gang tấc. Bàn thắng thứ ba vẫn chưa đến. Một pha lên bóng của Brazil, Neymar là người cầm bóng. Đồng đội đang trống trải nhưng mà Neymar không thực hiện chuyền bóng. Anh quyết định tự mình đi bóng tả xung hữu đột, tự mình xoay sở giữa vòng vây bốn cái bóng áo đỏ rồi tung ra cú sút. Bàn thắng đã đến và đó là pha solo xuất thần của Neymar. Một mình anh nhấn chìm hàng thủ Bồ Đào Nha để đưa Brazil lên thế dẫn trước. Tiếp tục là một pha lên bóng nhưng David Luiz bất ngờ xuất hiện bên cánh trái. Một pha chồng cánh rồi căng ngang vào trong. Chỉ thiếu chút may mắn nữa thôi, nếu đó là điểm chạm thì chắc chắn bàn thắng sẽ đến. Neymar cầm bóng, anh tung ra một đường chọc khe xé toang lớp phòng thủ của đối phương cho đồng đội băng xuống thuận lợi phối hợp ghi bàn. Một bàn thắng dễ dàng xuất phát từ nhãn quang xuất sắc của Neymar Jr. Các cầu thủ Bồ Đào Nha không muốn buông bỏ nhưng họ cũng không thể tạo nên áp lực đáng kể về khung thành Brazil. Nỗ lực sút bóng của Meireles cũng chính là tình huống đáng chú ý cuối cùng của Bồ Đào Nha. Tiếng còi kết thúc vang lên, trận đấu kết thúc, chiến thắng 3-1 nghiêng về Brazil. Neymar có cho mình trận đấu tỏa sáng rực rỡ khi góp công vào cả 3 bàn thắng. Một trận giao hữu khác giữa Bồ Đào Nha và Brazil diễn ra năm 2008, nơi có sự góp mặt của siêu sao Cristiano Ronaldo sau một mùa giải bùng nổ tại MU. Chỉ 4 phút sau khi tiếng còi khai cuộc vang lên, Bồ Đào Nha đã có cơ hội cho mình. Một pha xuống biên, bóng được tạt về phía cột xa trống trải. Một pha dứt điểm tung ra và tiếp nối là một pha đánh gót. Tỷ số của trận đấu đã được mở ngay từ rất sớm. Nhưng cũng chỉ bằng ấy thời gian, người Brazil đã có dịp ăn mừng. Robinho bằng tốc độ và kỹ thuật đáng nể vượt qua trung vệ Pepe dễ dàng rồi chuyền cho Fabiano trống trải dứt điểm cân bằng tỷ số. Thế cân bằng được tái lập ngay lập tức. Những pha đảo bóng của Robinho ngày hôm nay hứa hẹn sẽ còn gây ra rất nhiều sóng gió cho khung thành Bồ Đào Nha. Đúng thế, một pha di chuyển nhận bóng thông minh, xử lý rồi đưa ra pha dứt điểm gọn gàng giữa vòng vây ba cầu thủ phòng ngự đối phương. Bóng đưa về góc xa, chỉ thiếu một chút nữa thôi thì bàn thắng đã đến.
Cầu thủ Brazil quá khéo léo, một đường truyền vào giữa hai hậu vệ đến với tiền đạo bên trong và chỉ với những động tác xoay sở, Fabiano quay người tung pha dứt điểm, bóng trôi qua cả hàng thủ áo đỏ và thủ môn lăn vào lưới. Brazil bây giờ đang dẫn trước một bàn. Một pha phối hợp như đá tập của hai cầu thủ áo vàng suýt chút nữa đem về bàn thắng. Hàng thủ Bồ Đào Nha ngày hôm nay chơi thực sự không ổn. Một tình huống đập nhã, bóng được đẩy ra cánh cho Michael. Hậu vệ cánh phải này thực hiện một cú sút từ góc hẹp, khiến thủ môn đối phương bất ngờ. 3-1 cho Brazil. Lại là Michael với pha xuống biên thực hiện căng ngang vào trong. Robinho với thân hình nhỏ con cũng dễ dàng tì đè xoay người sút bóng. Cú sút bị thủ môn cản phá, nhưng mà cú đá bồi của Fabiano thì lại là một chuyện khác. Tỷ số lại được nâng lên thành 4-1, hat-trick cho Fabiano. Các cầu thủ Bồ Đào Nha trong một pha triển khai tấn công mạch lạc hiếm hoi, một pha di chuyển thông minh, Simao đón đường chọc khe rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc rút ngắn cách biệt còn 2 bàn. Tuy nhiên, Ilano đã nhấn chìm mọi hy vọng của Bồ Đào Nha ngay sau đó 5 phút. Từ ngoài vòng cấm, một góc không quá thuận lợi, cú sút cực mạnh của Ilano nhắm vào góc cao khung thành trở thành bàn thắng. Ronaldo ngày hôm nay mang trên tay chiếc băng đội trưởng, nhưng mà việc được xếp ở vị trí trung phong khiến anh gần như tàn hình trên sân. Cú sút giải tỏa của CR7 không mang đến chút sấm gió nào cho đối thủ. Bàn thắng cuối cùng đến trong phút thi đấu chính thức cuối cùng. Một cú chém bóng trong vòng cấm là Adriano đón bóng chuẩn xác đánh đầu ấn định tỷ số 6-2. Một chiến thắng tưng bừng của Brazil cũng là một trận thua đáng quên của Ronaldo cùng các đồng đội Bồ Đào Nha. Sau hai trận đấu gần nhất, chiến thắng đều thuộc về Brazil với tổng tỷ số cách biệt 9-3. Selecao châu Âu hoàn toàn thất thế trước Selecao Nam Mỹ. Vừa rồi chúng ta đã cùng được xem những diễn biến hay nhất trong hai trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Brazil, nơi mà Ronaldo và Neymar đã phải đối đầu với tuyển quốc gia của đối thủ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn like và subscribe cho kênh chúng mình để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về bóng đá thế giới nhé.